Lâu quá không có đăng clip làm xe hay dọn xe cho anh em cứ hỏi là sao không thấy làm xe dọn xe up lên coi. Thật ra lâu mà mình không có làm xe nữa, mình công việc khác mình lu bu quá, xe cộ mình vẫn còn làm, vẫn sườn lóc rồi người ta treo, người ta kêu mua đồ mới về gáp xe cho ta mà mình cũng không có làm nữa. Mình nói để chừng nào mình rảnh mình làm, như là hôm nay mình thấy mấy cái việc mà trên mấy cái fanpage mà nói gì cái vấn đề mà xe nhập xe Việt cái này cái kia rồi tranh cãi gì vấn đề, tất cả xe Honda đều là của thằng Nhật, thì hôm nay mình giải thích gì nè, mình giải thích riêng bản thân và cái kiểu như là sự hiểu biết của mình thôi nha. Bây giờ tất cả các nhà máy Honda trên thế giới đó, đúng nó là đều của thằng Nhật hết, nó lắp ráp hay là nó sản xuất là dưới sự giám sát của thằng Honda Nhật Bản hết, từ Thái Lan tới thằng Ý hay tới thằng Indo, Mã Lai, Trung Quốc, Việt Nam và còn nhiều những cái nước khác nữa, mình chỉ liệt kê bao nhiêu thôi đó. Như hồi hôm trưa này mình có tranh cãi với mỗi mỗi một người kia, mình nói Honda này, chiếc Honda này là của thằng Thái Lan sản xuất, thằng kia nó không, của thằng Nhật sản xuất, mình nó không đúng, mày nói của thằng Nhật chỉ là nó giám sát cái nhà máy của thằng Thái Lan này thôi, cái tại vì cái nhà máy của thằng Nhật này nó đặt tại Thái Lan, tại thằng Honda Thái Lan, cho nên thằng Honda Nhật Bản nó giám sát dưới sự giám sát của nó và dưới sự điều hành, nói chung là tất cả sự điều hành đều của Honda của thằng Nhật đó. Đó, chất lượng thì nó nói chất lượng xe Thái phải hơn Indo, phải hơn Mã Lai, phải hơn Việt Nam đó. Mình nói không lẽ mày nói gì, không lẽ nó thua ý sao? Nó cãi với mình thì mình xin đính chính lại với anh em á, như thế này á, chất lượng á thì chiếc nào cũng như chiếc nào à, nhưng mà nó tùy theo cái phù hợp với cái điều kiện của từng nước trên thế giới, chứ không phải là nước nào cũng như nước nào đó. Quan niệm của anh em sử dụng xe thì mình nói để coi coi đúng không nha. Nếu mà anh em đang là Việt Nam đi, anh em bỏ tiền ra anh em sở hữu một chiếc xe Thái, mình đang nói thí dụ như một mẫu mẫu chiếc xe số mà chiếc quay 125 đèn led bây giờ đi, anh em có thể sở hữu chiếc đó 70 triệu 80 triệu tại Việt Nam đó, nhưng mà trong khi chiếc full trợ led của Việt Nam nó tầm mình cho nó 35 triệu đi, là coi như là một chiếc xe quay Thái nó bằng hai chiếc full trợ này rồi. Trong đầu anh em sẽ nghĩ là cái chất lượng chiếc full trợ led nó sẽ thua chiếc quay 125. Thật ra chiếc quay 125 đó, nó mắc hơn là nó mắc hơn cái phần thuế đó, chứ thật ra không phải là anh em đừng có nghĩ cái giá thành nó cao là cái chất lượng nó sẽ mắc, là cái chất lượng nó sẽ tốt đó, nó là như vậy. Với thêm một cái quan niệm nữa, khi anh em sở hữu một cái chiếc xe mà đắt tiền, xe nhập khẩu, thì anh em sẽ luôn rất là cái kiểu mà mình nói coi như là mình rất là cưng chiếc xe đó, coi như mình nói ví dụ như anh em chạy chùi rửa sạch sẽ, bảo quản kỹ, nhớ cái vụ 1.000 cây số là quy định là thay, có thể anh em 600 700 hoặc là anh em đã thay rồi đó, đúng chưa? Mình nói đó là quan niệm của anh em đó, trong đầu của anh em là sẽ là như vậy, thậm chí anh em còn ít sử dụng chiếc xe đó nữa đó, thậm chí là có thể là trời mưa anh em sẽ không sử dụng nó và anh em lấy một chiếc xe khác anh em chạy, có thể khi trời nắng hay là đi đám đi tiệc đó anh em mới lấy ra để mà sử dụng chiếc xe đó đó. Còn theo mà chiếc xe Việt Nam, ví dụ mình nói chiếc phụ trợ led đi, anh em nghĩ nó rẻ thôi, chất lượng nó chắc cũng không bằng chiếc xe kia nổi đâu, đó là một cái quan niệm sai đó. Honda Nhật Bản nó không bao giờ mà nó tự giết nó bằng cách cho chất lượng sản phẩm của nước này cao lên, hạ chất lượng sản phẩm kia cái nước kia nó thấp xuống, nó không bao giờ, nó không bao giờ đâu. Và anh em đừng có nghĩ chiếc xe Việt Nam á nó 100% là đồ sản xuất tại Việt Nam hết, có những cái món đồ nó sản xuất tại Thái Lan, Indo hay Mã Lai gì nó nhập về nữa, nó nhập về lên chiếc xe của Việt Nam nữa. Tại vì anh em chỉ là mình nói thẳng luôn, nói em đừng có buồn, anh em á, nếu mà anh em là người tiêu dùng chiếc xe, là gọi là cái người mà gọi là tay ngang không phải là thợ á, là anh em không có am hiểu gì vấn đề phụ tùng trên xe bằng thợ được. Tại vì anh em chỉ biết là trên chiếc xe đó là giờ anh em có mua gì anh em chỉ gã ra là chỉ biết đồ đó vậy thôi,
Nhưng mà anh em khi mà anh em mua phụ tùng mà về để mà thay thế, mình xin thưa với anh em, Indo có, Mã Lai có, đồ Honda Trung Quốc có luôn, đồ Honda Thái Lan có luôn. Đó, nếu mà anh em mà có một số anh em nào mà không tin á, có thể hỏi bạn bè mình làm trong head Honda hay là một thợ sửa xe nào đó mà thường xuyên thay đồ chính hãng đó, anh em có thể mà thử thử hỏi đó. Khi mà anh em sử dụng một chiếc xe Việt Nam á, 1.000 cây số là quy định thay nhớt đi, anh em cũng nói chung thôi xe rộng thứ mình thêm 200 300 cây nữa thay lần cũng được, là 1.200 1.300 đó là mình thay đó. Chính vì cái sự nhiều lần như vậy đó là thành ra làm chiếc xe mình đang sở hữu là xe Việt Nam á, chất lượng nó giảm xuống, nó giảm rất là nhiều, nó giảm rất là nhiều. Mình từng sử dụng những chiếc xe Việt Nam, bạn mình cũng sử dụng xe Việt Nam có, xe Thái có, thì nói năm nay là xe nhập đi, nó sử dụng cùng chung với mình, mua chung chiếc xe với mình, nhưng mà mình chạy 1.000 cây số mình thay bằng, nó chạy 1.200 1.300 cây số là nó chạy đúng 1 năm là chiếc xe đó là nó chạy dở qua nó bán. Thậm chí mình chạy nè, chạy tới tới 10 năm này chiếc xe đúng 1.000 cây số thay nhớt vẫn còn hoài thôi đó. Rồi mình nói thiệt với anh em á, những cái người giàu người ta có tiền kìa, người ta mua xe nhập người ta chạy kìa, người ta mua xe nhập người ta chạy. Còn có những người người ta không có tiền mà người ta mua chiếc xe Việt người ta chạy, người ta vẫn bảo quản kỹ. Còn những cái người đó mà người ta có tiền á, mà người ta gọi như là đối với ta là chiếc xe ta chỉ biết mua chiếc xe nhập ta chạy, người ta không, cũng như là người ta bảo dưỡng bảo quản không kỹ, đối với ta là người ta thừa tiền rồi, người ta chỉ biết người ta mua xe nhập chạy thôi. Nhưng mà mình nói anh em á, bảo quản không kỹ chiếc xe nhập nó vẫn hư trước chiếc xe Việt Nam mình như thường, nó vẫn hư trước bình thường chứ không có cái gì mà nó không hư hết trơn á đó. Đó, cho nên mình đừng có quan niệm là chiếc xe nhập nó mắc cái này cái kia là nó sẽ bền, không có đâu. Đó, chất lượng thì nói chung á, có thể trong đầu anh em suy nghĩ khi mà anh em chạy một chiếc xe nhập với một cái chiếc xe Việt á, nó khác có thể là trên lệch giữa 9 với 10, mình nói cái đó là có đúng, và anh em nó suy nghĩ đang trong đầu á, là chất lượng 9 với 10 nha, mà có. Tại vì anh em biết tại sao không? Nó phụ thuộc vào đường xá và khí hậu trên trên tầng một đất nước mà nó cho ra. Thí dụ cho ra một cái tốc độ của một chiếc xe đi, anh em chạy chiếc xe Thái anh em sẽ thấy ừ tốc độ chiếc xe này nó mượt hơn xe Việt Nam, đúng là nó sẽ mượt hơn á. Tại vì á mình nói anh em á, yêu cầu nó đường xá nó tốt là nó cho một cái tua máy nó chạy lên ngưỡng được 9.000 vòng đi, thí dụ như xe Thái á, nó cho cái tua máy nó chạy lên, cái ECU nó cho chạy lên 9.000 vòng. Còn xe Việt Nam á, mình đường xá mình nó còn hạn chế này kia, nó chỉ chạy 8.000 vòng thôi đó, tốc cũng như là cái mát tua nó chỉ là 8.000 vòng trên 1 phút thôi. Anh em mà gần gì mấy mấy cái máy móc mà chẩn đoán của ECU á, mấy anh em á, đưa vô cái máy đó vô là nó sẽ có hết, nó có biết chiếc nào chạy được bao nhiêu ngàn vòng trên phút đó, là từ đó ra là mình biết là chiếc xe nào dở, là mình đó là lúc đó là khi mình nghĩ là lúc đó là xe là dở hay hay không dở, là không, nó không phải. Thật ra mình nói anh em á, những cái máy móc mà chẩn đoán bây giờ như chiếc xe Việt Nam bây giờ, mình có thể mình mở cái vòng tua nó lên cao hơn chiếc xe Thái luôn, có thể là 10.000 vòng luôn đó. Nhưng mà mình làm gì chi, nó cũng như là Honda Việt Nam nó chỉ cho phép tại đường xá Việt Nam chạy với cái tốc độ đó thôi đó, nó không cho hơn đó. Rồi cái vấn đề mà anh em thêm một vấn đề nè, xe nhập nè, tại sao có những anh em người ta nói, mình đang nói vấn đề mà chiếc xe hết hắc ý đi, chiếc xe hết hắc ý những tới ngày hôm nay là vẫn còn có, còn những xe mà đập thùng đó. Còn những xe đập thùng mà mình nói với anh em mình hắc ý mà đập thùng giờ nó không rẻ nha, mấy chiếc xe mà đời đời cao mà đời 3 số 1 đó, nó giờ mình thấy bán 800 900 triệu mà xe đập thùng đó. Còn xe đời đầu số thấp thấp thì 500 600 700 mà nó có đủ chân á. Mình nói anh em á, chiếc xe đó nó sản xuất tại nước Ý, Honda Ý nó cũng sản xuất, và nó sản xuất dưới sự giám sát của Honda Nhật Bản luôn, nó sản xuất dành cho cái đất nước, nó dùng ngay đất nước đó. Và mình nói nôm na là nó dành cho cái xứ châu Âu đi, nói chung là dành cho cái xứ xứ lạnh đi. Tại sao đem về Việt Nam mà tất cả anh em thợ hay những cái anh em mà xài xe mà sành gì những cái dòng xe đó, người ta đều nói xài một thời gian
là tự động nước nó sẽ sôi, nước nó sẽ sôi và cục sạc dàn điện thì nó lại bị hư. Tại vì mình nói với anh em á, xứ bên kia là cái xứ lạnh, những cái thiết bị trên chiếc xe, những thiết bị điện và thiết bị làm mát đó, nó không bao giờ mà nó bị nóng như ở Việt Nam mình hết, nó không nóng như điều kiện khí hậu Việt Nam mình. Cho nên ở các nước người ta xài rất là phù hợp, xài rất là bền. Còn đi tới về Việt Nam mình, đất nước mình là nóng đó, cho nên xài không phù hợp. Mình nói xài không phù hợp là anh em tự hiểu rồi đó, xài không phù hợp đó. Nếu bây giờ anh em có thể đem hai chiếc cái thắt ra, mình không nói ít thắt hàng ba cục của Việt Nam nha, anh em thử đem hai xe mới ra, anh em đổ xăng châm nhớt đầy đủ cho nó nổ, rồi nó nổ đúng 1 tiếng đồng hồ thôi, mình dám bảo đảm chừng nửa tiếng sau chiếc xe thắt ý, cái két nước nó sẽ sôi, nó sẽ phục nước ra ngoài. Còn chiếc xe Việt Nam không bao giờ, tại vì xe Việt Nam nó sản xuất cho điều kiện khí hậu ở Việt Nam và nói chung là ở trong châu Á đi, cái cánh quạt nước nó nằm ngay cái két nước, ngay chỗ cái hốc máy luôn, là nó làm mát trực tiếp, nó làm mát hoài luôn đó, không bao giờ mà có tình trạng sôi nước hay là hỏng hóc gì cái vấn đề mà đường điện này kia đó. Thứ hai nữa là thứ ba nữa là cái vấn đề mà anh em nó xài một thời gian mà chiếc thắt ý mà nó bị cháy bình hư bình ở này kia tùm lum đó, là cũng là do điều kiện khí hậu. Vì mấy anh em mình xe người ta bên đó người ta cháy đèn suốt rồi, vì anh em mình móc ra để xài cái công tắc đèn để ban ngày nó không cháy, thì cái đó thì nếu mà nó không xả lên được cái bóng đèn thì nó xả vô cái bình thôi. Nếu mà nó xả cái bình thì nó hư, nó hư cái bình, nó hư cái bình thời gian, hư tới hư lui hoài, nó hư rồi viết lại nó hư luôn cục sạc, nó hư xuống tới cái mâm lửa luôn. Tại vì mình sửa xe mình gặp tình trạng đó rất là nhiều. Tại sao hàng nhập ít hắc ý ba cục mà hồi đó Việt Nam gáp lên á, là tại sao xe Việt Nam có công tắc đèn mà tại sao xài không hư bình, không hư sạc, hư nãy kia? Nó nằm cái cốt ở chỗ là cái cục sạc. Khi mà cục sạc của thằng Honda Việt Nam á, nó sản xuất á, là không, nói chung á là không cần cho cháy đèn nhưng mà điện nó vẫn xả ra bình thường, cho nên là nó không hư, nó không hư bình đó. Mình thấy nhiều anh em á, không, nói chung là mình không biết có am hiểu không mà cứ vô cãi là tranh cãi. Mình nói chung mình nói anh em á, khi mà mình tranh cãi một cái vấn đề gì đó, mình phải tìm hiểu coi cái việc đó là có là như vậy không. Mình nói em thí dụ như trên một chiếc xe xe máy bây giờ đi, xe Honda đi, đâu phải là 100% là phụ tùng á, là của cái nhà máy hay là tập đoàn sản xuất hết. Nhiều khi một con heo dầu hay là một cái lá đĩa hay là một cái vỏ xe đó, anh em mở xe ra, mấy anh em thấy cái bình xăng con xe máy hay là cái hệ thống phun xăng á, nó đều nó đỏ, một là nó đóng chữ, nếu mà đồ chính hãng nha, nó đóng chữ thằng Kenhin là của Honda, là còn không thôi á là thằng Mikuni là của thằng Suzuki với thằng Yamaha. Thật ra là những cái thương hiệu này không phải Honda hay Yamaha hay Suzuki được sản xuất, nhưng mà nó đưa qua chỗ một cái công ty thứ ba thứ tư tập đoàn này đó, nó chuyên về những cái này, nó chuyên sản xuất cái này, cho nên những cái nhà máy xe này nó đặt hàng. Còn những cái vỏ xe bây giờ cũng đâu phải là tự cái nhà máy xe nó sản xuất được đâu, nó cũng đưa cho một cái thương hiệu lớn mà chuyên sản xuất vỏ xe để người ta gia công, người ta sản xuất cho mình. Rồi cũng như một con heo dầu Nissin bây giờ, thường thường mấy anh em thấy trên xe Honda, Suzuki, rồi Yamaha, Kawasaki, nói chung là mấy thương hiệu xe lớn nhỏ nữa đó. Mà cái đó là của một cái công ty hay tập đoàn khác nó sản xuất nữa, nó sản xuất dưới là được, nói chung là những cái nhà máy xe là đặt hàng thôi, đặt hàng để nó sản xuất theo kích thước mẫu mã đó thôi, kích thước mẫu mã để phù hợp với cái tiêu chí mà nó đặt ra để sản xuất cho nó thôi đó. Còn cũng như tất cả những hệ thống đèn trên xe Honda, Yamaha, Suzuki bây giờ á, mấy anh em thường để ý cũng là do còn một cái nhà máy khác nó sản xuất hết, cũng một nhà máy sản xuất nữa. Mấy anh em thường thường mở dạch mấy cái đèn anh coi nó có chữ Stanley gì đó, thấy không, mấy anh em thấy không, nó đều là sản xuất tại một cái nhà máy khác hết, do những cái nhà máy xe này nó đặt hàng thôi đó. Còn những cái hệ thống điện trong xe này như cục
mình nói như năm nay xe máy như cục chớp xi nhan, cục sạc hay cái củ đề nó đều là của thằng Mitsubishi sản xuất, đúng chưa? Từ con IC, cục sạc, cục chớp, củ đề nó là của thằng Mitsubishi. Mitsubishi nó cũng là của Nhật, nhưng mà nó là một cái công ty tập đoàn, nó chuyên sản xuất về những cái linh kiện đó. Chứ mình đừng có nghĩ là một chiếc xe là nó hoàn thiện 100% là từ một cái thương hiệu Honda nó sản xuất 100% là nó tự sản xuất để nó ráp thành chiếc xe. Không không có đâu nha anh em, không bao giờ có. Đó. Đó, rồi mình nói bây giờ mình bỏ qua cái vấn đề mà xe máy đi. Rồi mình thấy dạo gần đây á, có một số mà mấy cái fanpage mà chuyên mà nó nói về ô tô mà ca ngợi xe Việt rồi dìm hàng những chiếc xe Đức, xe Mỹ, xe Pháp, xe hàng ô này kia. Mình nói thẳng luôn với anh em á, nói mình không phải ai cũng là người, mình cũng là Việt Nam mà nhiều khi mình thấy gì á, thấy nó không có hay, mình thấy nó kỳ lắm. Mình nói như cái chiếc VinFast bây giờ đi, cái chiếc xe xăng á, mấy anh em mà nếu mà am hiểu, mấy anh em mà gành về xe, chơi xe nhiều á, mấy anh em nghĩ đi, nó xài đồ của ai? Nó xài đồ cũng của nước khác không à? Như cái thằng lắc XA với cái thằng lắc A đó, mấy anh em nghĩ đi, xài đồ hay xài đồ công nghệ của thằng Đức, của thằng BMW, khung gầm máy móc rồi cái này kia của thằng Đức, toàn bộ của thằng Đức hết đó. Chỉ có cái vỏ là cái vỏ của Việt Nam không à, tất cả công nghệ của người ta, thậm chí cái công nghệ đó trên cái máy của người ta đó, nếu mà cái máy ở bên chiếc xe Đức đó, người ta cho công suất rất là lớn, nhưng mà tại sao nó bán cho Việt Nam đó, nó lại cho cái công suất nhỏ cũng là cái máy luôn. Mà tại sao, mình nói thiệt với mấy anh em nghe, kỹ sư Việt Nam chưa biết làm sao mà để mở được cái tua của cái chiếc đó là để lên cao bằng chiếc xe Đức của người ta nữa đó, chưa biết nữa. Là mình phụ thuộc người ta quá quá nhiều, đúng chưa? Mình đang phụ thuộc người ta, mà mình đã phụ thuộc người ta rồi mà còn chưa chịu tôn trọng của người ta, chưa tôn trọng người ta, tối ngày cứ lên viết những bài báo, xe Đức, xe Mỹ, xe này xe kia các kiểu thế nào, xe Đức có dở, công nghệ rồi thua xe VinFast Việt Nam. Mình nói thiệt chứ, những chiếc xe xăng của Việt Nam bây giờ đang xài công nghệ của thằng Đức, của BMW của thằng Đức, mà cái công nghệ đó là của người ta đã bỏ đi hàng nhiều năm trước rồi, người ta không còn xài nữa. Nhưng mà người Việt Nam của mình là lại tung hô. Mình nói với anh em á, mình có thành công hay không thành công mình cứ im lặng mình làm đi ha, mình im lặng mình làm đi, rồi cái người tiêu dùng á, người ta tự đánh giá, người ta tự đánh giá. Chứ còn mình á, đừng có chơi những cái trò mình đi tối ngày mình tìm kiếm những cái gì, cái xấu cái gì của người ta để mình moi ra rồi mình đưa lên báo. Bây giờ á, Việt Nam mình có viết hàng trăm bài báo về những cái vấn đề mà xe khác bị lỗi, nước khác, nước này kia bị lỗi á, những cái hãng xe đó người ta không quan tâm, người ta không thèm chấp. Mấy anh em biết sao không? Cái kiểu như người ta coi mình là cũng như là dạng con nít vậy đó, kiểu con nít mà gọi là xe mới có ra mắt thị trường, thương hiệu mới có được 3 4 năm, 4 5 năm vậy đó, mà cứ đi hơn thua tranh đấu người ta. Cái đó người ta gọi mình là con nít, người ta không có thèm chấp những cái dạng đó, đúng không? Tại vì trong khi mình xài đồ của người ta bỏ đi, mà mình xài đồ của người ta bỏ đi đó, mình đó, mình cũng từng xài những cái, mình cũng từng sử dụng và trải nghiệm những xe VinFast rồi, những xe xăng đó rồi. Mình nói thiệt rất là ok, không phải dở, mình xe rất là ngon, rất là ok đó. Còn cái chuyện giá cả nó rớt giá hay là giữ giá gì đó thì cái chuyện thôi, cái chuyện đó mình bỏ, rớt giá thì phải chịu nói, tại vì do chính sách của nhà máy đưa ra bán thì rớt giá chịu thôi. Nhưng mà đó, mình nên nhớ mình đang xài đồ của người ta, mình nói năm nay mình đang xài đồ của người ta đó. Mình có được chiếc xe ngon mình chạy cũng là đồ công nghệ của người ta, toàn bộ của người ta hết. Thậm chí mình nói anh em á, muốn lắp ráp một chiếc xe đó là phải có hàng ngàn, hàng trăm con robot thôi, hàng trăm hàng ngàn con robot thôi. Mình nói thiệt, người Việt của mình chưa làm được cái con robot nữa, làm sao làm được chiếc xe? Muốn lắp ráp được chiếc xe phải có con robot, robot thì giờ còn chưa làm được nữa. Mình nói thiệt, cái đó là mình nói sự thật luôn á đó. Rồi có một số người, có một số anh em ấy, người ta nói Việt Nam chưa sản xuất được con ốc nữa, sao sản xuất được xe? Mình nói cái đó là có cái đúng có cái sai, có đúng có cái sai. Vì sao?
có một số người nó sao biết không sản xuất được con ốc, là những cái người đó lại dở. Mấy người đó người ta đang lầm tưởng là những cái con ốc mà bán ở ngoài chỗ mấy tiệm đồ sắt mà bán 1 ký mấy chục ngàn đó, là mình xin thưa mấy con ốc đó là tào lao nha, không có đưa lên xe được nha. Đó. Còn những con ốc mà mình nói thiệt với anh em á, mình nghĩ nếu mà con ốc mà để bắt lên được chiếc xe hơi đi, cái độ chắc chắn và của này của nó của con ốc đó còn gấp mấy lần trên chiếc xe máy nữa, gấp mấy lần trên những chiếc xe máy mình đang sử dụng của Honda hay Suzuki Yamaha nữa, cái độ chất lượng của người ta đó nó còn gấp mấy 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 lần như vậy chứ đâu phải là không đâu. Đó, cho nên á mình nói với anh em á, xe cộ thì nói chung á, mình sản phẩm của Việt Nam mình có chất lượng hay không chất lượng thì mình cứ gọi như là bữa nay mình ngẫu hứng mình nói chơi thôi, chứ thật ra mình cũng không có nói. Nhưng mà mình thấy nhiều anh em mà sao hay chê bai đồ của người ta, và trong khi á, ngày xưa thương hiệu mình chưa có, mình xài đồ của người ta không, như của Toyota hay là của thằng Mỹ hay là của thằng Hàn không. Mình nói tại sao những cái xe của Nhật, xe Pháp hay xe Đức, xe đồ bị lỗi, người ta vẫn cúi đầu người ta nhận lỗi của những cái việc đó, người ta cúi đầu người ta nhận lỗi và người ta xin lỗi và người ta thu hồi những xe đó về, người ta khắc phục cho mình đó, người ta sẵn sàng hết. Mà mình nói thiệt với mấy anh em á, mình có thấy nhiều những cái xe Việt á cũng bị lỗi lắm, nhưng mà thật ra chưa có ông nào ở Việt Nam đứng ra nhận cái lỗi đó, chưa có ông nào đứng ra nhận những cái lỗi ở xe ở đó sản xuất đã bị lỗi rồi thu hồi tàn, là cứ đổ thừa cho người tiêu dùng. Cho tiêu dùng không đúng cách, hơi này kia. Mình hỏi anh em thế nào là đúng cách, thế nào không đúng cách, thì giờ chiếc xe lên đời máy chạy thôi đó. Chứ không lẽ giờ chiếc xe lên đời máy mình lại phải chui xuống gầm coi có gớt ốc nào hay là cái này kia không đó, hay là coi có chập cháy hay là có gãy cái này kia không đó. Đó, anh nói với anh em một số điều mà trên mấy cái trang mà mình thấy nó bức xúc, nó mắc cười quá. Còn mấy anh em đừng có quan niệm mà xe nhập hay xe Việt cái này kia, quan trọng là cái cách xài của mình, quan trọng là cái cách xài xe của mình đó. Tại sao ngày xưa có những cái chiếc xe Long Xin mà với Honda đi phan đồ xưa đó, bây giờ mà có những anh em mà hồi xưa mà ta chơi những chiếc xe đó, người ta còn công nhận là nó còn chất lượng hơn những chiếc xe Honda bây giờ. Mà sự thật là đúng á, mình nói thiệt sự thật là đúng luôn á. Hồi xưa xe Trung Quốc, hồi xưa mà xe nội địa của ta đó, mình nói thiệt chứ là giờ là dữ dằn luôn á, cỡ xe Honda giờ là không lại đâu. Cho nên những một cái số mình nói anh em thế hệ sau nha, mình nói thế hệ với xài xe sau đi, có thể là chỉ nghe cởi qua những chiếc xe đó thôi chứ cũng chưa biết nó là như thế nào đó. Cái chất lượng hồi xưa nó ghê gớm lắm anh em, chứ không phải vậy đâu đó. Mình nói thiệt chứ nếu mà hồi xưa cái chất lượng của quay Thái, ghim Thái, nói chỉ thua quay Thái, ghim Thái thôi, nhưng mà nếu mà nói bây giờ á, so với chất lượng những xe Trung Quốc mà đời 2000 99 2000 2001, mình xin thưa so với chất lượng của mấy chiếc xe Honda bây giờ không bao giờ bằng. Tại vì hồi đó mình sửa xe nghe những cái thời điểm đó mình biết không bao giờ bằng đâu đó. Rồi ok anh em, vậy đi, để hôm nào mình có rảnh mình gáp xe này xe kia mình up lên cho anh em coi.